thế lần sau anh còn như thế không? Không đi báo công an à? Dám thách thức tao à? Dám thách thức tao đi báo công an à? Đi báo công an à? Tao phá hết. Đố công an dám xuống đây. Đố dám đi gọi công an. Còn đau không? Đấy anh xem kia, anh kia anh cứ đánh thằng này đánh thằng mấy lần rồi. Hôm nào còn đánh ngất ở trong rừng kia ấy. Ừ, đánh vào đầu này nguy hiểm lắm ấy nha. Nó cứ đau cứ ôm cái đầu suốt thôi. Thế à? Đang bọc thuốc à? Đang bọc thuốc. Có bị chảy máu không? Không bị chảy máu, nó sưng lên, sưng cục to lắm. Thế chắc tụ máu ở trong ấy. Cái kiểu này là phải xử lý nghiêm minh ấy. Quá nguy hiểm. Có đau lắm không? Giờ đi về. Không sợ đâu, không sợ đâu. Không sợ không, nó không, bảo không sợ. Không nói được à? Không nói được. À. Thôi không sợ đâu. Có bọn tôi rồi. Cứ đi không sợ đâu nhé. Chào anh nhé. Các anh về đây làm gì? Chúng tôi đang công việc thì nhận được tin và nhà anh có bảo lực để giải quyết. Xem tình hình như thế nào mà lại gây bảo lực. Việc nhà tôi liên quan gì đến các anh mà các anh xuống đây?
thì chúng tôi làm nhiệm vụ thì dân ai có vấn đề gì thì chúng tôi phải đi xem, một là giúp giải hòa, nếu mà căng quá thì có thể giải quyết theo pháp luật. Đấy. Gia đình tôi không cần các ông đến giải quyết đâu, tôi tự giải quyết. Anh giải quyết như thế nào? Giải quyết bằng bạo lực gia đình, đi phá nhà cửa như thế à? Đấy cho anh xem. Anh ngô ấy ngày trước thì bảo đi làm xa, ăn xa, bảo đi kiếm tiền về nuôi vợ con. Thế là đi về, xong là đi ra ngoài bù bịch, xong về đến nhà bắt đầu phá cửa, đạp nhà tung tóe, xong là lại đánh. Thằng Khải nữa, thằng này nó không biết gì. Thằng này này, đấy thằng này nó câm, nó không biết gì. Nó không có gia đình thì cho nó ở nhờ thôi. Nó hộ bao nhiêu công việc. Thế mà ông này đi ra ngoài như thế này thế kia, về xong là về cứ tưởng là tôi đi thế này thế kia với thằng này. Nhà thằng này nó còn trẻ, nó không biết gì, em chỉ coi nó như em trai thôi. Đấy, không những đánh thằng này, hôm trước còn đánh tôi ngất ở dưới đấy, xong là con về thấy gọi tôi mới dậy được. Xong là hôm trước nữa lại còn về đốt nhà ở đây nữa. May mà trời mưa xuống nó mới không cháy được, không thì cháy hết cả nhà này, không có nhà rồi. Cô im đi. Im gì mà im? Đừng có mà nói nhiều. Cái này hàng bao nhiêu công sức bỏ ra sao lại làm như thế? Đây cũng có công sức của tôi cơ mà. Có công sức của tôi, thế sao ông cứ đi ra ngoài hình này nọ? Bây giờ tôi đuổi đi hết. Đuổi đi hết luôn. Cô im mồm đi. Bây giờ nếu mà đấy, cả các anh không liên quan gì đến các anh đâu, đi về đi. Anh bình tĩnh lại nhá. Anh cứ như thế là bọn tôi dùng biện pháp khống chế đấy. Anh tưởng anh mạnh lắm ấy, làm xã hội đen ở ngoài đời được thôi, chứ còn đi với pháp luật thì không bao giờ được đâu. À, có gì từ từ trao đổi. Có gì cứ phải bình tĩnh nói chuyện thôi, được như thế thôi nhá. Chúng tôi nhận được tin trình báo của chị nhà là anh không những đi ra ngoài ngoại tình bồ bịch mà về nhà còn đập phá rồi gây bạo lực gia đình. Đấy. Theo như luật pháp thì chúng tôi phải bắt anh ấy. Nhưng mà hôm nay mục đích chúng tôi đến đây là xem tình hình thì có thể là chúng tôi chỉ giải hòa giúp cho gia đình thôi. Đấy. Nếu mà anh cứ làm căng là chúng tôi sẽ bắt đấy. Đây là nhà của tôi. Việc của tôi tự giải quyết đâu. Đi về đi. Thôi thôi anh nha. Anh phải đi về đi. Xuống nha. Ngồi xuống đây cho tôi, để cho tôi giải quyết việc. Thôi ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Có gì nha. Từ từ nói. Anh không phải đứng lên như thế đâu nhá. Tôi không bao giờ sợ các ông đâu. Các ông đi ra khỏi nhà tôi đi, cả cái dinh ấy. Nhá, anh nhá. Nói chuyện không được dùng tay nhá. Không là chúng tôi dùng biện pháp cưỡng chế đấy nhá. Có gì cứ từ từ nói. Các anh về đi. Đây nhỏ của tôi nhá. Anh nhá, anh không phải làm thế đâu nhá. Bình tĩnh, bình tĩnh. Anh mà cứ bạo lực kiểu này là anh không thể cứ như thế được đâu. Chúng tôi xích anh vào bây giờ ấy. Nha. Anh bình tĩnh lại chứ được không? Anh có bình tĩnh không? Không là tôi bắt anh vào tù luôn đấy. Bình tĩnh lại để mà còn trao đổi công việc. Được chưa? Được rồi. Em xin lỗi các anh. Thế lần sau anh còn như thế không? Vâng, em nghe các anh. Từ từ bình tĩnh mà nói chuyện. Từ nhá, không phải lúc nào cũng bạo lực như thế đâu nhá. Các anh thả em ra đi. Rồi. Thế lần sau anh thấy không? Vâng, em nghe các anh, các rồi, anh. Ngồi này, trao đổi tử tế công việc. Vâng. Được chưa? Vâng. Không phải cứ bạo lực mà xong được đâu. Bây giờ nhá, chúng tôi sẽ làm một cái biên bản để làm căn cứ để sau này anh không được gây nhiễu thế này, nếu mà có tái phạm lần thứ hai thì chúng tôi sẽ bắt anh ấy. Anh đi đâu ấy? Em ngồi xuống đây cho tôi. Em đi vệ sinh một tí. Rồi. Hey!
đứng lại cho tôi, đứng lại cho tôi. Nó chạy ra đây rồi anh ơi. Anh ơi, chắc lên trên này rồi anh ơi. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên. Nó chạy nhanh thế nhỉ. Cái này chắc nó không dám về rồi. Chắc nó không dám về rồi. Nếu mà anh đấy mà tiếp tục quay về quấy nhiễu thì có gì cứ báo chúng tôi nhé. Vâng. Vâng. Bây giờ là chúng tôi cũng xin phép đi công việc. Vâng. Thì em cảm ơn các anh nhé. Vâng. Không có gì đâu. Thôi mình về nhỉ. Vâng. Có gì thì cứ báo chúng tôi nhé. Vâng. Sao mà đuổi kịp tao được? Bây giờ ấy, dám gọi đội này, gọi công an thì bắt tao à? Mai tao quay lại tao đốt hết nhà luôn. Tao bố chúng mày bắt được tao á? Tao sống ở trong rừng quen rồi, bố chúng mày bắt được tao. Mà từ giờ á, nhà này sẽ sống không yên ổn với tao đâu. Bằng được mới thôi. Mình ức chế này. Hết nhà mới thôi.
Thank you.
lắm. Suốt ngày đi đánh người cướp của ăn thôi. Phải đi ra ngoài.